Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ hưu, bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng thay Đại tá Lê Văn Hùng, tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa được Bộ Quốc phòng quyết định nghỉ chơi hưu kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Thượng tá Lê Văn Nam, Phó Tham mưu trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng chúc mừng Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh chỉ huy trưởng và thượng tá Lê Văn Nam, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong gương mẫu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.